rồi á. Nghĩ sao một đôi dép mà mình yêu thương như vậy mà nó đẩy mình vô một bãi cát chó. Một bãi cát chó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đây, Duy Hải đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cuộc hẹn, mình sẽ ghé thăm nhà một người bạn, đó chính là Danny Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng xem cuộc sống của một chàng trai với diện tích căn nhà 38m² sẽ như thế nào. Và các bạn hãy theo mình nhé. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang đến nhà của Danny rồi và Hải sẽ bấm chuông này. Chào Danny. Chào Duy Hải, chào mọi người. Và đây là ngôi nhà bé xinh xinh của Nì. Và mọi người nhìn thấy rồi đó, thì cái tủ này á, tại chủ yếu là Nì thích trưng ra những cái túi sách của mình hoặc là những cái áo đẹp của mình vậy nè. Đó, mình nhìn vô nhiều khi mình lười mình mở ra, phải không? Mở ra xong rồi mình lựa. Nhưng mà nhiều khi mình thấy nó kiểu bị đơn điệu quá, nên giống như cái tủ bình thường. Thì á, Nì sẽ làm cái cửa kính ở đây để mình nhìn vô, mình lúc nào nhìn vô như một cái shop gì đó, cái shop quần áo gì đó. Chúng ta có thể thấy rằng là nhà của Danny thì Danny đã kết hợp bên trên là tủ quần áo, bên dưới là giá để giày dép và bên trên là cái vali, đúng không? Đúng rồi. Đó, có những cái túi như thế này thì mình để trưng lên. Nó sẽ rất là đẹp, rất nhiều đồ hiệu các bạn ạ. Không, thực ra này là cũng còn góc ít thôi. Tại vì ngày xưa lúc mà chuyển nhà nhiều quá xong mình bị mất đồ á, cũng mất khá là nhiều rồi. Còn dưới đây á thì thật ra là Nì không phải là một người nghiện mua sắm này nọ này kia đâu. Đây là những cái đôi giày mà Nì rất là thích và Nì đang sưu tập rất là lâu. Nói chung là trong bất cứ một cái mùa nào ra thì Nì luôn luôn có một cái đôi giày. Thật ra những đôi giày này á, nó đều có những cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đây là đôi McQueen mà ngày xưa mà lúc mình đi mới ra luôn McQueen là mình đã có cái đôi một đôi rồi. Đó, tức là những cái nó đánh dấu những cái câu chuyện mà mình đi chơi hoặc là mình gặp bạn. Đây là đôi Gucci mà mình rất là thích. Nó nhìn nó cũ rì à. Nhưng mà cái kiểu nó làm vậy á nên nhưng mà mình mang đi khắp thế giới được luôn á nha. Nhiều khi mình đi từ thiện hay là mình đi những cái vùng sâu vùng xa mà dơ á, mình quện đôi này vô rất là tiện. Còn đôi này á là cái đôi Louboutin. Đây là đôi đồ hiệu đầu tiên mà Nì mua luôn á, như là giá của nó cũng 30 mấy triệu á. Cái đôi sandal này á là của Gucci mà nó cái lần đầu tiên mà nó mới ra về sandal luôn á. Và tự nhiên vô tình Nì đang đi du lịch ở Thái Lan thôi, xong cái Nì đau chân quá, cái xong mình tấp vô Nì mua đôi này mang cực kỳ sướng mọi người ơi. Trời ơi, tức lắm mọi người ơi, mình mới mua đôi giày này, mình mang đi ra Hà Nội chơi với Duy Hải. Xong rồi á, nghĩ sao một đôi dép mà mình yêu thương như vậy mà nó đẩy mình vô một bãi cát chó. Một bãi cát chó. Trời ơi, muốn khóc luôn á. Đó. Còn đôi này thì là của LV, nó rất là hay. Nó cũng là sandal luôn, tại vì dạo này thì rất là thích mang sandal. Thì đang mới đặt thêm mấy đôi nữa. Đây, thì rất là thích của LV. Nó là dép nè. Đây là những đôi mà Nì mang thường xuyên nhất á. Đi chơi, đi làm hay là đi đâu nó cũng rất là tiện. Đi lên máy bay rồi á, mình khỏi còn phải cởi ra cởi vô. Mang giày nó rất là bất tiện. Đây là một đôi mà Nì thấy là nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nì đi leo núi nha. Rồi Nì đi chạy, xong rồi mình đi bộ mười mấy tiếng luôn. Mình đi, có một cái dịp gần đây là mình đi Nepal. Thì mình mang đôi này để mình đi 52 km. Mình mang đôi này á,
bố nó sướng chân vô cùng. Video này nhìn chúng ta có vẻ là thấy nó cứng form đúng không? Đúng rồi. Cứng form nhưng mà lại rất là mềm mà. Đúng rồi. Đi bên trong nó đẩy cho mình đi như thế này nè. Nó đẩy nó có cái động lực á. Nên mình đi mình rất là nhẹ nhàng. Mình đi 10 tiếng đồng hồ. Gần 10 tiếng đồng hồ thì mình mang đôi này. Đôi này trị giá bao nhiêu tiền? Đôi này không nhớ thôi, lúc đó mình mua nhiều lắm, mình mua lúc mấy đôi lận. Đôi này như là 20 mấy 30 triệu á. Hải có nhớ mà là khi mà Hải đến đây ấy, thì Hải thấy rằng là cái căn nhà của Nì nó rất là nhỏ mà trống. Hải có bảo là ôi tại sao lại Nì lại mua căn nhà như này mặc dù nó rất là đắt tiền và nó rất là nhỏ đúng không? À mọi người biết không, cái căn nhà này rất là nhiều kỷ niệm. Cách đây gần 1 năm thì Hải có vô Sài Gòn. Đúng rồi. Xong rồi Hải với Nì đi mua nhà thì Nì dẫn Hải qua đây coi. Ờ Hải ơi, ngôi nhà này, cái nhà này ok không? Hải bước vô, cái gì mà nhỏ xíu vậy? Tức là Hải không tin là nó sẽ nhỏ đến như vậy. Nhưng mà khi mà Nì kêu thiết kế, thật ra ngôi nhà này đó là 90% là Nì thiết kế hết. Đó, tức là những cái đồ dùng trong nhà, nào này kia Nì kêu người ta thiết kế nội thất á. Nó được hoàn thiện hơn theo ý của mình. Đây là một cái góc mà Nì rất là dễ thương, nó là một cái... Cái này là do một cô bạn Tuệ Phương. Đây là Tuệ Phương tặng cho Nì. Cái này là cái gì đấy? Tân gia. Người ta kia là túi tụ bảo. À, tức là tích vàng bạc châu báu ở hết đúng đây rồi. Hả? Đây là những món đồ mà tâm linh. Đây là cái dòng mà Nì được cô em gái thân yêu của mình, đó là chủ của Đại Lâm Mộc. Chuyên bán đồ phong thủy. Hải được biết là như là cái vòng này rất là đắt tiền đúng không? Rất là đắt. Cái này mình không tiện nói giá, tại vì giá rất là cao. Đây là cô em gái của mình tặng cho mình. Đó. Còn đây là tỳ hưu nè. Đây là những cái vật phẩm phong thủy á. Thì mình để ngay cái tụ bảo này chi phải không? Để mình tôn trọng nó. Mình tích lũy năng lượng cho những cái vật phẩm mà mình đeo, ưa đeo bên người. Hoặc là những cái vòng đá này nè, mình rất là thích nha. Cái vòng đá này thì mình mua chắc cũng phải 4-5 năm rồi. Đây là dòng đá thật, đây là đá cũng phong thủy luôn. Mỗi lần mà mình đeo vô mình cảm thấy rất là may mắn, tại vì mình hợp mạng với mình. Mệnh của Nì là mệnh gì? Bí mật. Bí mật, đồ bí mật. Phải là mệnh thổ. Nì mệnh mộc. Đó, thì đây là những cái dòng mà Nì đeo thường xuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm phòng ngủ của Danny này. Tại làm sao lại có vách ngăn này mà sao đen nhỉ? Sao mà xây tường? Thật sự nha, tại vì á khi mà mình sống trong một không gian của riêng mình thì mình muốn gì nhất đó là sự thoải mái. Thực ra mình cũng không có rủ bạn bè về nhà chơi quá nhiều đâu. Chỉ có những người nào mà thân thiệt thân như Hải á thì lâu lâu mình mời về nhà chơi hoặc là ngủ lại hoặc là cần thì mới qua thôi. Còn không thôi thì không có mời đông quá đâu về nhà đâu. Thật ra cái vách ngăn này á, nó chỉ là một cái rất là hay, đó là cách tách cái phòng khách và cái phòng ngủ. Đó, để cho mình biết được à cái phòng ngủ với phòng khách, đây là phòng ngủ, đây là phòng khách. Chứ mà bây giờ mình mất cái tường này luôn á thì nó sẽ là nó trơn tuột luôn. Nhìn vô mình không biết đâu là phòng ngủ, đâu là phòng khách. Nhìn nó kiểu mà vô vị lắm. Còn tại sao thì không xây một bức tường ở đây luôn? Thì tại vì xây cái bức tường xong á, mọi người nhìn xem nha, cái nhà trước này nó sẽ bị rất là nhỏ. Nó nhỏ, nó càng thêm nhỏ nữa. Và ở ngoài kia là cái hành lang, nó sẽ không có độ thoáng. Nhìn vô sẽ rất là tù túng. Nhìn vô cái nhà mình rất là ngột. Đây là một cái giường mà Nì rất là thích. Rất là êm. Rất là êm. Tại vì theo quan điểm của Nì nha, cái giường là cái nơi cuối cùng trong ngày của mình đi làm về. Và sau một ngày làm việc rất là mệt, đây là cái nơi mà mình để xả hết những cái mệt nhọc của mình, là cái giường này. Cái giường này Nì mua cũng rất khá là mắc tiền luôn á. Từ cái nệm, xong rồi từ miếng lót ở trong, bao nhiêu lớp luôn á, để cho nó có cái độ êm và nó cảm giác giống như là mình ở khách sạn vậy đó mọi người. Danny có thể giới thiệu bức tranh tại sao Danny không để những hình ảnh của mình mà lại treo những cái bức tranh? Anh cũng không hiểu những bức tranh như nào. Thật sự những cái bức tranh như này á, nó chỉ là bức tranh trừu tượng thôi, nhưng mà nó tạo
cho cảm giác căn phòng này nó không có bị trống trải. Thật sự Nì không phải là một người thích khoe về hình ảnh của mình ở khắp mọi nơi đâu. Mình thích cái... Thật ra hôm bữa cũng nghĩ là ở chỗ đây mình treo hình của mình vô nhà, xong rồi cho người ta, mình tự mình ngắm mình. Nhưng mà không, mình thích cái gì đó nó thuộc, nhìn vô nó giống như là mình đi hưởng thụ vậy đó. Bước vô ngôi nhà là mình phải hưởng thụ. Hưởng thụ là sao? Là nó mình giống như đi khách sạn vậy đó. Kiểu mà mình ưa đi du lịch này nọ này kia, mình về mình mệt quá rồi mình về mở cửa ra, wow, đây là một cái phòng khách sạn nhìn rất là sang trọng thôi. Nhìn vô nó sẽ thơm tho. Mọi người nhìn xem nha, để mình mở cái này lên. Này, khi mà mình tắt đèn hết nha, mọi người sẽ xem nó rất là chill luôn á. Và cái mùi mà Nì thích nhất đó là của Jo Malone. Đây là cái mùi mà Nì ưa xài tinh dầu hoặc là nến của hiệu này. Nhưng mà tại vì trong cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh vậy á, thì mình không có chuyện mà trưng ra, tại vì trưng ra nó nhìn nó ngột con mắt lắm. Thường là mình sẽ xài xong mình đút hết. Và một cái này mình xài có chừng được 1-2 tháng đến 3 tháng để mình có những cái mùi thơm giống như ở trong khách sạn vậy đó. Không, bây giờ mình phải tắt đèn cho mọi người coi cách góc chiêu của mình. Wow. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Đây, nhìn lên bức tranh nè. Đếm ở đây hình của mình á thì nó bị sến lắm. Nì không thích vậy. Nên khi mà mình nhìn vô căn phòng vậy nha. Xong rồi mình đốt nến lên. Xong rồi mình nằm, mình mở một bản nhạc gì đó thì là hay. Hoặc là hôm qua trời mưa, mưa rất là lớn nha, và mình mở cửa ra, mình nghe nhạc, nghe tiếng mưa. Trời ơi mọi người ơi, thích lắm. Thích cực kỳ. Và đây một góc rất là chiêu của mình. Khi mà mình nhìn xuống dưới sân nè mọi người. Đấy. Cảnh rất là đẹp. Và nhiều khi á, mình nhìn dưới đây bạn bè mình qua chơi, cái là mình nhìn xuống giống như nhà của mình vậy đó. Đó, thật ra mình ở cái tầng cũng không cao lắm đâu. Tại vì tầng cao quá mình đi lên đi xuống mệt quá. Tại vì ngày xưa giờ mình ở chung cư rất là nhiều. Mình toàn là ở tầng cao nhất không mà. Xong rồi cuối cùng đi lên đi xuống cực lắm. Tốt nửa tiếng đồng hồ. Và đây là con mèo xinh xắn của mình. Đấy, buổi tối á, Nì sẽ ra đây, Nì sẽ ngồi. Nhiều khi á, mình sẽ ra đây mình ngồi mình thiền. Mình ngồi mình sẽ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mưa, ngắm cây, ngắm cỏ. Mình chơi với mèo. Hoặc là mình sẽ tưới cây. Đây là những cái cây mà mình trồng, mới trồng thôi. Từ lúc về ngôi nhà này, đây là cây cherry. Đây là cái cây cherry. Mình trồng được chắc cũng phải 4 tháng rồi, nó lớn được như đó rồi đó. Đây là cây cỏ? Không, đây là cây hành. Cái gì? Cây hành. À, lá hẹ. Ừ. Lá hẹ, đúng rồi, ừ. Lá hẹ mà mọi người ở ngoài Bắc hay ăn canh đấy. Đúng rồi. Cái này đây cũng được một người bạn cho nè, xong rồi cái mình bỏ ra cái chậu mình trồng. Nhìn nó hay hay, bụi bụi. Mà cái cỏ này con muôn nhà mình nó rất là thích ăn. À, đúng rồi, cỏ ăn được. Ừ. Tức là con muôn mình nó sẽ ở đây xong nó ăn, ngồi nó ăn cỏ. Muôn ơi. Muôn. Muôn. Muôn ơi. Lười nói thôi. Tại vì bình thường nó sẽ nói chuyện rất là nhiều. Đúng không con? Đúng không? Đúng không? Đúng. Muôn á, nó là một con mèo rất là ngộ. Ngày xưa lúc mà mình mới mua nó xong á, mình kêu trời, con mèo này nó dễ thương quá vậy ta. Nhưng mà khi mà mình mua về xong á, mình lại thấy nó cầm đủ trò hết trơn mọi người ơi. Nó là một con mèo mà thích rất là thích nói chuyện. Tức là hả vô nhà cũng ngạc nhiên luôn đó. Ủa sao mình nói chuyện với mèo như đúng rồi vậy? Thật ra là khi mình nói chuyện nó sẽ, cái gì mà nó thích á, nó sẽ mèo. Còn cái gì mà nó không thích nó cũng, nó sẽ mèo. Để mình sẽ up lên những cái clip mà Moon nói chuyện cho mọi người coi. Thế là vừa rồi thì chúng ta đã ghé thăm nhà của một chàng trai độc thân, đó là Danny Nguyễn, người bạn của Hải. Vậy thì Danny có muốn nhắn gửi gì với tất cả các bạn đang xem video ngày hôm nay không? Thật sự niềm muốn gửi gắm đến mọi người một cái thông điệp rất là hay, đó là độc thân không phải là buồn chán. Thứ nhất là mình ở một nơi không cần phải to, không cần phải rộng, không cần phải quá kêu xa lộng lẫy. Mình chỉ có một cái nơi mình có thể
vừa với túi tiền của mình thôi. Tại vì mình còn trẻ mà, thì mình cứ sắm sửa được cái gì mình sắm sửa ở, cho cái tổ ấm của mình, cho một nơi mà mình có thể mình về mình thoải mái nhất trong là cái ngôi nhà của mình. Xong rồi mình tận hưởng cái cuộc sống của mình và mình làm việc hăng say. Rồi khi mà mình có được cái những dự định gì đó cho tương lai, hoặc là mình cần một cái gì đó nó to lớn hơn, thì mình cũng đang để tích góp được cái số tiền, đúng không? Với số tiền đó thì về sau mình sẽ mua to hơn, rộng hơn để mình đón chào cho một cái gia đình mới của mình. Đó là một chuyện rất là bình thường. Và Hải nghĩ rằng là ở trong cái thời điểm hiện tại thì Nì có những cái suy nghĩ như thế này. Và một vài năm nữa thôi thì cuộc sống của Nì thay đổi, thì lúc đấy thì Nì cũng sẽ có thay đổi khác. Và Hải nghĩ rằng là Nì sẽ xem cái clip mà đi chùa Hà cầu duyên của Hải với Tuệ Phương. Đi ra ngoài Hà Nội, Hải sẽ dẫn Nì đi cầu duyên, biết đâu đấy thì lúc đấy Nì không còn độc thân nữa mà Nì đã có một người yêu và sẽ chuyển căn hộ này thành một căn hộ rộng hơn. Có bao giờ Nì nghĩ tới chuyện đó? Mọi người ơi, Hải là một người rất là mong quên. Oh. Rất là buồn. Trong khi mình quen nó gần 10 năm trời. Tức là Hải là người dẫn Hải là người dẫn Nì đi chùa Hà 3-4 lần. Đúng không? 3 lần. Lần đầu tiên á thì có bồ nhưng mà mới chia tay rồi. Lần thứ hai thì đi xong rồi về. Lần thứ ba cũng đi xong rồi về. Ê, lần thứ tư là đi xong về lại gặp bồ cũ. Bồ cũ là một cái lạnh quá. Đó, xong rồi cũng không đâu nói đâu, tại vì thứ nhất là bộ cũ mình không có mặn mòi cho lắm đó, thì mình cũng chia tay. Nên mình thôi, mình quyết định một cuộc sống này là mình yên ổn và mình thích một mình như thế này nó sẽ và cái gì đến sẽ đến, đúng không? Đúng rồi, mình sẽ không mong chờ nữa, không có cưỡng cầu về cái chuyện duyên phận nữa. Và mọi người ơi, đừng quên ủng hộ cho Duy Hải nha, tại vì mỗi cái số của YouTube của Duy Hải á, là một sự đầu tư của Hải rất là nhiều. Và cái Sài Gòn Tour kỳ này á, là cũng là một sự đầu tư của Hải, và có sự kết hợp của Nì hỗ trợ Hải cho cái chuyến Sài Gòn này thêm những thú vị và chia sẻ với mọi người. Nên mọi người có cái gì hãy comment ở phía dưới, hoặc nhấn like khi mà thích và yêu Hải. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nhé, các bạn hãy ấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube của Hải nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Sông ở trên đá, bạn sẽ là hoa, bông hoa trên đá.